Hello, chào các đồng chí và anh chị các bạn thân thương. Đây là trung tâm của thành phố Mỹ Tho. Một cái thành phố đang phát triển, đổi mới, tuyệt vời. Mấy đứa nay là đi phải nói là không thể là tưởng tượng. Anh chị em các bạn thấy chỉ là một tối chủ nhật thôi đó. Anh chị em các bạn biết con đường Hùng Vương này phát triển cực kỳ. Con đường Hùng Vương này anh chị các bạn biết mỗi một lô đất gì đó bắt buộc anh phải cất một cái nhà lên phải là 4 tầng. Còn nếu mà anh không có khả năng cất á, thì anh đừng có đụng vào. Anh chị các bạn ơi, đây là một con đường Hùng Vương gần quốc lộ 50 được phát triển. Tôi nói anh chị các bạn biết, tôi hơi bị ngạc nhiên. Anh chị các bạn thấy đất nước phát triển đổi mới từng ngày và từng giờ, ăn nên làm ra, cuộc sống nó sầm uất. Những cái lô đất trên này anh chị em các bạn biết mỗi một cái lô đất á 4 tỷ, cái lô đất thôi là 4 tỷ, mà anh muốn cất cái lô đất đó lên đó, anh phải cất trung bình là anh phải 4 tầng, còn anh cất không nổi anh đừng có đụng vào. Anh chị em các bạn thấy không? Đời sống ở Việt Nam đây là khu, cái khu này là nó nằm ở gần quốc lộ 50, anh chị các bạn biết. Nếu mà đi ngược xuống á, thì nó đi về vượt qua Lạc Hồng, mà nhưng mà cái khu này là nó đi ngược về cái vòng tôi gọi là cái trung tâm văn hóa thiếu nhi của tỉnh Tiền Giang. Bây giờ các bạn biết trung tâm thành phố Mỹ Tho nó trực thuộc về tỉnh Tiền Giang, cho nên cái sự phát triển của nó phải nói là, tôi nói chỉ có mấy tháng tôi quay về thôi mà cái sự phát triển nó như thế này. Mấy hôm nay tôi bắt đi chơi đi đây đi đó, tôi bữa nay xuống gặp anh em bạn, những anh em bạn mình chơi trong cái cuộc sống mình giao lưu á, nói chung là ghé và giao tiếp phải nói là cực kỳ hay. Tôi không ngờ phải nói là dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước Việt Nam, cho nên tôi lúc nào cũng vậy, kêu gọi anh chị các bạn là bà con những người kiều bào. Chúng ta đã đi ra nước ngoài rồi, ngày hôm nay chúng ta phải nhìn về quê hương. Chính sách đổi mới của đảng và nhà nước Việt Nam rất là tuyệt vời, rất là ưu việt, là những cú đấm thép tuyệt vời. Nếu bà con kiều bào bỏ qua cơ hội, sau này bà con kiều bào trở về với đất nước, mình chỉ đứng xa, mình sẽ chắc lử mà mình tiếc nói thôi. Tôi nói thật đấy, tôi không ngờ có sự phát triển. Hôm nay là tối chủ nhật ở Việt Nam, tối chủ nhật thì bà con kiều bào nghỉ đi. Cho nên lúc nào tôi cũng kêu gọi bà con kiều bào hướng về với quê hương, với tổ quốc, xây dựng đất nước mình ngày một phú cường và thịnh vượng. Đừng có nghe những thành phần chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, cái lũ đó là cái lũ bất dạy, cái lũ côn đồ. Mấy cái đám dân chủ cụi trong nước toàn là cái lũ tội là đầu đường xó chợ không, đầu đường xó chợ. Rồi bây giờ mấy cái đám mà gọi là tôn giáo rồi mượn danh này kia nọ, tôi thấy tào lao, các bạn thấy không, mèn đét ơi kèm giả mang. Tôi không ngờ luôn á, bữa nay là thằng cháu tôi nó chở tôi xuống cái khu vực này, tôi nói anh chị các bạn nha, bữa nay thằng cháu tôi nó chở xuống, tôi hơi bị ngạc nhiên. Tại mấy hôm nay tôi mắc đi chơi với anh chị các bạn đây. Bữa nay tôi, cái khu này hồi lúc trước tôi về tôi cũng hay ở đây nhiều lần lắm, mà tôi không ngờ bữa nay coi nè, mèn đét ơi tuyệt vời. Về với quê hương là chùm cây ngọt cho ta chèo hải mọi ngày, nếu ai không nhờ sẽ không lớn nổi thành người. Mà con kiều bào ơi, hãy về với quê hương, với đất nước, hãy xé tan cái cờ vàng, một cái lá cờ mà gọi là ô hợp, một cái lá cờ nhục nhã, một cái lá cờ mà Henry Kissinger, ngoại trưởng Mỹ, từng chửi tới bời ba lá. Hãy dựng lên lá cờ đỏ sao vàng, màu lá cờ của tổ quốc trên khắp nước Mỹ. Hãy dựng lên, bà con kiều bào ơi, về với quê hương đi. Lợi Minh này lấy danh dự
lấy cả sinh mạng ra, kêu gọi bà con kêu bào hãy về, đừng có nhìn những cái tiêu cực những cái này nọ trong xã hội Việt Nam, mà mình cùng bước về đi bà con, về đi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bữa nay mấy hôm nay mình lo đi chơi không, bữa nay mình mới thằng cháu nó chở xuống dưới cái vùng dưới này, màn đất ơi mình ngạc nhiên luôn, ngạc nhiên chưa, cái khu trong trung tâm văn hóa thiếu nhi thuộc tỉnh Tiền Giang, hồi nãy chạy ngang qua mới mở, mình không có live stream anh chị các bạn thấy không, người ta chạy xe hơi xe ô tô và cuộc sống tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Việt Nam ơi, Việt Nam, 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 Việt Nam ơi, sao Việt Nam đẹp thế này. Bà con kiều bào, các bạn thấy đi ra nước ngoài làm tất thành Phật. Tôi nói ngày ngày thường cũng như ngày chủ nhật, ngày cuối tuần, ngày nào cũng như ngày nấy, cũng như là ngày 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 người ta sống rất là gọi là dễ, gọi là thư giãn. Hôm nay tối chủ nhật thôi nha anh chị các bạn. Trời ơi, bữa nay làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không là tôi bắt lo đi chơi với một số anh chị các bạn, tôi không về thành phố Mỹ Tho mà quê ngoại của tôi đó. Cái đôi này tôi nói anh chị các bạn, tôi ở đây hơi bị lâu á, mà bữa nay tôi không thể nào mà ngờ được. Cái sự mà không ngờ của tôi làm cho tôi phải live stream á. Ôi Việt Nam ơi, Việt Nam, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, sao Việt Nam đẹp thế này Việt Nam. Tôi muốn ôm Việt Nam vào lòng, tôi muốn ôm cả cái bản đồ Việt Nam vào trong tim tôi. Ôi bà con kiều bào ơi, hãy về với quê hương, với tổ quốc, về với đất nước, đất mẹ Việt Nam, nơi mà bác và đảng và những người người ta lúc nào cũng hy sinh và làm cho đất nước tốt đẹp hơn. Chỉ có mới hơn 20 năm đổi mới thôi. Ôi Việt Nam ơi đẹp quá. Tôi không thể là tưởng tượng, làm cho tôi cảm động vô cùng luôn. Anh chị các bạn thấy. Bữa nay là tôi nói thiệt, tôi không là tôi lo đi chơi không, tôi không có về Mỹ Tho, mấy đứa cháu tôi bữa nay nó chở tôi đi chơi đó. Nó chở tôi đi. Ôi Việt Nam ơi đẹp sao thế này. Không ngờ luôn, tôi không ngờ luôn. Mấy 6 tháng trước tôi cũng ngủ ở đây nè, tôi cũng ngủ ở ngay đây nè, rồi biết đây sao mà sao lại chứa vậy đâu mèn đất ơi. Việt Nam, cảm ơn bác và đảng, cảm ơn. Đẹp ơi là đẹp, các bạn thấy không, đời sống tấp nập. Đẹp quá đi Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, sao Việt Nam đẹp thế này. Tôi yêu Việt Nam, tôi yêu quê hương đất nước của tôi. Bạn đất ơi, coi nè, bà các bạn thấy không? Đấy, quán xá tấp nập, người buôn kẻ bán. Việt Nam ơi đẹp quá. I love you Việt Nam. Oh my goodness. Bye bye bye. Ôi thương Việt Nam quá. Một lát nữa mình sẽ tới quảng trường thiếu nhi, cái nơi mà mấy hôm nay mình quay anh chị các bạn, bữa nay đã bắt đầu khai trương rồi. Tấp nập dã man luôn, không thể nào tưởng tượng Việt Nam. Bà con kiều bào ơi, hãy về với quê hương, đập tan những âm mưu, những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Xé bỏ cái cờ vàng ô nhục, cái cờ vàng ba sọc, cái cờ vàng gọi là bao que xỏ lá, nó ô nhục. Hãy dựng lên ngọn cờ của thân yêu của tổ quốc mình, ngọn cờ đỏ sao vàng, hãy dựng lên. Nhiều bà con kiều bào hãy đứng lên, đập tan những cái âm mưu luận điệu xuyên tạc của cái lũ chống cộng ô hợp. Và anh chị các bạn là những người dân trong nước, hãy cốc đầu mấy cái thành phần dân chủ cụi, mấy cái đám mà lợi dụng tôn giáo nó xuyên tạc phá hoại đất nước. Việt Nam ơi đẹp quá. Việt Nam, bye 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 bye, thương Việt Nam quá đi. Việt Nam đẹp quá.
Tôi nói thiệt với anh chị bà, người nào mà nói xấu Việt Nam, tôi nói là những người này gọi là không, là những thành phần gọi là không xài được nữa rồi. Ôi, các bạn thấy không? Những đoàn xe, những đoàn người tấp nập, nhộn nhịp và nhộn nhịp. Đây chỉ là một thành phố Mỹ Tho thôi nha anh chị các bạn. Oh, đẹp quá. Oh, Việt Nam ơi, Việt Nam. Bye bye, I love my country. Oh my goodness, look at that. Oh, Việt Nam. I love my country.